phơi cuồng nhầm hết khương sao mà nhông mấy anh ấy nhông phở chỉ mỗi nhông plan bờ tắc ôi lần ô khăn mình tên món để làm có hôm là nghỉ món ấy nè mà tỏ mà tiết nhông miên trái carrot tôm cà hóm tôm xó sạch tấm hai nick bộ về mẹ hôm bị khẽ đập bay một phong nắng á mà tỏ mà tiết nhông miên sạch là cái chị cái đào kiếm sạch với nhông phở chỉ mỗi nhông bạc kia hơi nhanh sẽ chụp bay chuẩn tờ à lấy chụp đang thưa cho mọi nhóm từng ngõ khné từ bọn lái nhóm chụp đam lương bậc kia lương sẽ chụp ấy nghe bị sát sân lấy nhóm thèm sợ lắc chiếc đào kiếm tòm tết chập đam đưa sử dụng bay chân ní nhóm chập đam bồn bò tạc bò dương ôi làm có hôm là ôi mình tên món á nè
Nè, tao bị hiệp trăm kêu rồi hả? Chụp bông lá nhưng chụp ram là cha sai chỉ mới nhầm lại vì chân sân. Nè, khai mà giờ mang cái đây hết là lời nhầm đặt trong sót trong khôn chỉ mới nhầm cô trong chớ. Liên gì vậy? Không cần chơi chân máu. Nè, à lời nâng trong dân thông lên chơi hết nhầm chặt đặt đây chớ. Bắt đầu tiết đã tự dùng trăm chỗ. Đã bật kia chỗ. Hãy đi dưới hương chỗ. Còn tiết nhâm đặt mặt sàn xúc. Cổ số. Đặt bình xuống. Chân tách cho một tí. Nấy ra lời nó nhầm đặt lại chỗ. Mà rỉ. Ôi, lên như làm xôi nhau muốn á. Nếu là lời bạn chẳng lấy nhưng chụp đạp đường gì lắm. Nếu tỏ mặt tiết nhập đạp sắc tâm chỗ. Chụp bỏ về sạp máu. Hai dương trong việc trẻ xứng. Nhâm hồi em sao nâng than ở bây không ai chọc cho mùi nâng nôm bao nhiêu. Lớp phải mà giờ bạn cái đây ấy nhâm chọc làm lại một vòng cuốn. Nhi cuộc rồi bà dứt mang chân hỏi tỏ nhằm chú mươi nhằm tặng ngọt nha. Ôi, lăng tuần ông nhằm khăn mình tên món á. Nhi nhằm chú mươi nhằm tặng mặt tên nha.
Nè, bông cho lòng sủi nhọc quá nghe. Ngon sao mà chậm. Đang sủi nhọc quá nghe. Cho anh khơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Bye bye.